chưa từng làm món này bao giờ. Thử như bò đấy. Nó là như cái chuẩn này nhỉ. Nó chết ở cổ đắp luôn. Có ai tắt sóng là thanh gùm nữa. Thanh đu gùm. Đấy, đường binh hóa đấy nói. Thấy nằm thấy hình binh hóa luôn anh. tập chơi đất sét. Ấm này dày quá anh à. Chắc được. Đáng nghe ra con cá này mà anh em mình giữ sống được nó thì sẽ còn món tiết canh cá nữa. Còn được ăn tiết canh cá bao giờ chưa? Chưa anh. Rồi. Anh cứ gọi là kỳ sau ấy. Anh ăn thôi. Anh cứ gọi là cánh ít cơ. Anh cứ phải gọi là mê ly. Mấy cái tim thế này. Thật ra anh em mình toàn test như đấy rồi. Lỗi một lần thì lần sau mình mới có kinh nghiệm mà đấy. Nói chung là cứ phải bắt tay làm và anh đắp cái mũi đó đi. Mũi đó thì nữa phải kia đã. Để là chuối nhét vào mồm nó. Ủa, anh cả một lũ luôn đấy rồi. Đánh toàn lũ á. Đấy đấy, ngay ngoài này. Ok, đồng minh hóa đấy. Vào mồm thôi. Hút trụ. Cái này giống là sáng ướp bài cọp nhỉ. Ba thằng đôi đập xét lắm nặng. Người ta đi qua không tưởng ba thằng dầu. Ai nhận ra con cá đâu? Ô, ai nhận ra con cá? Đẹp quá đi chứ đùa đâu. Ôi sao? Anh đập cái lũ. Biết rồi, nhưng mà phải lật nó lên. À nào, xong chưa? Đấy, tứ nó mặt này mặt dưới. Cái gì đây? Vây à? Vây à? Chưa, từ từ. Đây là mặt thì bụng. Thành hình con cá luôn đấy. Đấy, đây là mặt bụng. Thế nên anh em mình sẽ đắp thành hình con cá trắng đen luôn. Chuẩn lý quá. Nào, bây giờ lật ngược ra. Nào. Chắc mà. Nào. Rồi, làm xuống. Nó có cái đan à. Đấy, nó có cái đan chắc mà. Thì đó, mình sẽ nhiệm vụ nặn là nặn cái đầu, cái vây đầu, vây lái. Cho Mao Đệ nặn là vảy. À không, lấy kia vẽ vảy. Vẽ. Ừ, trời. Núng thành hồ. Núng quê. Núng thành một con cá chấm đen luôn đấy mọi người nhá. Đi lấy que để vẽ vảy à, đây. Tí nữa thể hiện tình độ hội họa đấy. Em mà hội họa em tăng 10 đấy. À, tí nữa vẫn phải đặt cái mặt này mặt dưới không? Cái mặt này có cái lồi này lên nó đặt rất nhiều quá nó lại thành dày quá đúng không? Chúng mình đã thể hiện hội họa rồi đằng mặt kia. Thank you.
thêm nó dày quá, đoạn này là đoạn hai lớp ấy. Ở trên đầu nữa. Trông cũng ra gì cái này nọ phết. Biết thế này đâu. Biết. Vướng đấy nè. Chín rồi mà. À bây giờ lật lại để thể hiện trình độ hội họa này. Đó, nhấc cả lên luôn. Nhấc cả lên lật lại cái chỗ này. Đó, lật lại. Đấy. Rồi, đặt xuống. Rồi. Cái mặt này là cái mặt thể hiện hội họa này. Mình nha, cái đầu vào đây. Đặt thêm là lấy vào cái đầu. Vẽ thành hình con cá luôn. Vào đây về đi, anh làm vấy. Em không biết vẽ. Để đấy, tí nữa. Đưa mình nói 10 điểm á. Này anh Cường. Từ. Kỹ sư. Ừ. Bắt lăng xế hả? Các bạn ấy dùng cái đầu nó rồi đấy. Ờ, mày lấy cho anh một ấu nước để anh xoa tay vẽ cho nó chuẩn. Cho nó mượt cái con cá hả? Vầy. Đấy, những cái này là kiểu bị chóc vảy ấy. Ấy, mày làm gì ấy? Cái chỗ này là cái đây là đầu con cá mộng nó rơi này đấy. Thì đấy mang nó đây mà. Chắc con này nó to ngang đấy. Kệ nó chứ, nó béo kiểu. Nào, hai con lỗ mũi. Hai con lỗ mũi này. Mũi này. Mũi hơi to ấy, mũi ngắn ngắn đó, không có rớt. Mũi đúng rồi. Đúng rồi nhưng mà đấy, mang này, đi mang. Mang này, đấy. Mang nha. Thông lao thôi. Là cái gì sắc mà kể vậy? Kể vậy nhung nhoàn thế. Cái gì sắc vào, kể vậy thì ok. Con dao nhỉ? Đây là hai con mắt của hàn cá. À, của con cá. Lỗ mũi. Mồm hơi to. Mồm đấy đó. Lấy cái dao vớt nó cái đua đi. Ây da, vẫn đuôi thành máy bay rồi à? Ôi, đuôi dày nó rơi mất. Bé thôi. Tao đưa cái... Cái này được không? Mà quá, nhiều đồ lắm. Đúng quá. Mà đó. Đấy, bị chóc vảy này, đây là bị câu dính lưỡi chóc vảy. Đấy, chờ hở thịt màu trắng ra. Với lại. Với nhìn như kiểu tàu ngầm bây giờ. Đúng là cái tên gọi là tàu ngầm đấy. Mình giống cá mập luôn. Nó cũng nói chung là nó có cá là được rồi. Rồi, lấy dơm đi. Lấy dơm. Phêu đấy. Đấy,
một bên mỗi bên một hàng vảy khác nhau à? Con này đục biến rồi. Con cá bị đục biến rồi. Đấy. Qua đỉnh. Ai da. Qua đỉnh. Quá đỉnh nhưng mà khả năng bắt nó phải lên tận đây chứ. Con này mắt nó xấu. Làm lại mắt. Đây, mắt hai cục than rồi. Một bên mắt. À đây, lấy cái này cho tròn. Ôi trời, lấy vỡ mất rồi. Đây. Mắt màu đen. Rồi ok, mắt hơi lệch tí, không sao cả. Ok, lấy dương ra đây. Dạ. À, anh em mình đã hoàn thành xong cái con cá gọi là chấm đen tòng ngầm rồi nhé mọi người nhé. Và đây là mình thường thuật là những buổi hôm qua. Hôm qua là khi chấm đen nó đi ăn ấy, nhưng mà không vào ủ. Lừa cá hòa đã ném một cái phao, ném một phát ra ủ nhưng mà cào phát vào lưng nó, vào cái nó. Thế là bốc được, đấy, móc phát vào đây. Gọi là thánh nhổ mạ ấy. Đây là nhổ mạ được con này nhá. Từ một con đầu 1x lên anh em mình đã chế biến thành con cá chấm đen 2x luôn. Bây giờ anh em mình sẽ đốt nó. Em cho nguội không? Từ từ nhét nhét từ dưới ra, đốt từ dưới lên xong rồi mình cũng kệ đấy không? Chấm đen đắp đất. Nào, ủ cái này cẩn thận mất hết nhỉ. Đấy, nhẹ nhẹ thôi để cho hết mùi đầu tiên nó cứng lại đã. Cứng lại phát. Bạn nuôi nó nè. Rồi, ok. Đến lửa nhá. Đến lửa. Rồi, thôi. Nhỏ nhỏ thôi, tí nữa mùi sau mới mùi to. Rồi, bây giờ là chỉ có chờ đợi thôi. Đun lửa xong đợi đến giây phút ăn uống rồi kìa. Chờ đợi xem là có thành công hay không, chứ còn cái món này chưa làm bao giờ nên không biết nhá. Đấy, mọi người thấy con tàu ngầm chấm đen của mình đã bắt đầu khô mặt rồi nhá mọi người nhá. À, còn bên kia là lờ cá hòa đang xử lý em cá sụn. Đây, sang xem lờ cá hòa làm cái món gì nhé. Từ từ xem cái gì gặp lại. Món gì đấy? Cái cá đã đốt rơm à? Cái chiếu hoa dùm sớm. Đấy, gì đó, vang đấy. À, ok, hết đấy. Ây, nổ cái hết muối à? Muối đấy. À, đốt học muối à? Ok đấy, không biết cá mình ngon hơn hay cá của lờ cá hòa ngon hơn? Nhỏ nhưng mà có vỏ đấy. Oh, đây này, nhìn con tàu ngầm lên đây. Thấy con chấm đen của mình chưa? Giờ bắt đầu tốc lửa mạnh lên ha. Khoảng tầm 1 tiếng mới được. Lâu lắm cái món này đấy. Giờ tốc lửa lên cả bên trên nữa. Qua thi solo câu cá rồi, hôm nay solo ẩm thực. Keo. Lấy keo. Lại nhận keo luôn. Thơm đi. Món cá của anh kia ok rồi đấy. Đói không? Đói không? Anh khôn luôn á. À, thêm cùi đây, cùi đây. Nhưng tóc cùi mạnh mà, không phải thêm cùi nhá. Tóc cả trong cả giữa cả dưới nha. Giờ test trước con này nha mọi người nha. À, còn con kia thì tí nữa anh em sẽ lấy sau. Ôi cháy rồi.
không không chảy đâu, đẹp luôn á, đẹp luôn, đẹp mà. Thôi cái vỏ cháu đỏ nè, cháu bù lắm, đẹp, xôi hết cả bụng. Từ từ. Bắt cái lạc nó. Nhìn cái mụt nhà chê đó. Tao bỏ bát muối ra để thổi. Thổi phát. Thổi đi đâu, thổi đi về đâu. Rồi, ok. Nhanh nhanh tí được. Chẹt chẹt chẹt. Nào, vào, tiếp chưa con đợi nhá. Trong lúc đợi cái con tàu ngầm cắm đen này, ôi, bắt đầu nước rồi đây này, thấy chưa? Nước này sắp chín hết nhỉ? Anh đổ bổ mới đấy. Cái lưng chưa chín rồi. À, bây giờ anh em mình sẽ test con cá chim này nhá. À, đây, bóc 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 nó ra xem nào. Trời ơi! Ngon luôn, khả năng lấy đũa cho nó đỡ đấy nhỉ? Đỡ. Lấy đũa khều khều được ra đó đấy. Ừ, lấy đũa được ra rồi đấy. Ngon đấy. Đi ngồi đây nhỉ. Anh ngồi đây nhé. Bóc ra đi nhé. Bóc ra đi nhé. Cái này là mùi nó đóng kén lại luôn này. Chị dám ăn. Chị bỏ chất bằng luôn. Ừ. Thôi. Đấy. Đấy, chào mọi người thử trước. Thử trước nha mọi người. Ngọt lắm. Ừ, chưa chín rồi. Chín rồi. Đi tìm luôn. À, chào đây. Mời tất cả mọi người nhá. Ngọt lắm. Ngọt 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 ngọt. Thử là thử hai miếng. Đi ăn không? Sao lại vừa lấy cho? À. Ngon này. Sai chăng? Nó có mùi gì ạ? Thơm. Ôi. Đây, mời các bác nhá. Mình phải ra công con chấm đen của mình. Đúng không? Anh đi đi. Con này mình chỉ nếm thử thôi, mình chắc chắn con cắm nhanh mình sẽ ngon hơn. Thôi nhỉ. Ăn không chứ? Ăn nhé. Cái món của mình thì là tốn củi nhá. Rất là tốn củi cho nên là thời gian nó khá là lâu. Bây giờ là phải lật nó đi nhé mọi người nhé, lật là cho cái mặt trên nó khô nốt. Cái con nốt này không khô được mặt trên. Mẹ mẹ cho anh ạ. Bây giờ đủ chi đâu, từ từ để anh thử ra. Nói chung là ô bác ơi. Đổi bên lái thôi. Hả? À? Không, mềm mất cái bên lái. Hả? À, được, thôi được, đừng nào nó cũng bể. À, rồi anh lật thì em hào bằng này đấy. Hả mà. Hả đấy, nó bể chứ. Từ 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 từ. Đây, bây giờ phải giữ cái này nữa. Giữ cái thanh sắt. Rồi, bỏ ra, rồi, bỏ ra. Rồi, ok. Rồi. Quá nhẹ nhàng. Xe rồi. Rồi, ok. Đẹp hả? Đốt tiếp rồi đấy. Đang đốt. Nói chung là đốt mạnh. Liệu mặt này chỉ chưa nhỉ? Chín rồi. Đó. Có nỉ rồi mà. Nghe tiếng quá đâu. Thơm rồi, nghe tiếng xèo xèo. Xèo 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 xèo. Có quý. Cái mặt này chỉ cần đốt là 15 phút thôi. Tại vì hôm nay nó khô mặt. Đâu rồi mình chỉ kéo. Ok. Đây, đây. Đây. Khả năng là thành công đấy. Lâu lâu thì ta chắc được. Rồi, em kéo ra đứng thẳng.
biết không? Thôi cho mẹ. Cái món này là cái món gọi là vất vả từ khâu nấu nướng không nhỉ? Hình như là nó sẽ ngon, lại thành quả nó cũng ok đấy. À, tình hình là khả năng là chín rất là cao rồi, một anh em mình đốt 1 tiếng rưỡi rồi nhé mọi người nhá. Nếu mà bây giờ mà không chín thì cũng phải chén thôi. Thế là gỏi cá còn ăn được nữa là cá sống. Bây giờ nhá, 3, 2, 1 là nhấc ra ngoài. Anh nhau nhá, không tha nhé, nào không tha nhá. Ok, 1, 2, 3. Rồi, có nấu không? Có ra hẳn ra này. Rồi. Đấy là sản phẩm của anh em mình nhá. Con tàu ngầm này. Nói chung là mặt vây lưng. Ê, ui nước nó chảy này, chín rồi đấy. Khả năng chín rồi. Này. Nó mẻ hết rồi nhá. Chín rồi chắc rồi. Thử nhá, thử. Thử lật nó lại nhá. Không chín thì chặt đầu anh ngoài đi. Đấy, ô cái lưng này. Vây lưng vẫn còn này, cứng này, vây lái vẫn còn này. Đấy, tự tạo vảy. Đây là vảy tự nhiên nhá, vảy cá tự nhiên. Đấy, xèo xèo này, khả năng chín cao đấy em ạ. Chín đấy. Thôi, bây giờ đợi nguội hay bóc luôn? Nguội chứ. Cho nó nguội, nguội tí nhá. Nóng quá chưa bóc được. Nóng quá chưa bóc được. Đợi tí. Còn chiều chiều à? Chờ tí. À, bây giờ là anh em mình sẽ bắt đầu khui con chấm đen này nhá. Bây giờ sẽ để cho gọi là chủ nhân con chấm đen. Đầu tiên là phải gõ đầu cho nó chết đấy chứ. À, chết thế à? Chưa chết đấy. Nóng rồi, nóng rồi. Gõ đầu bây giờ phải bóc cái tam ra. Cái tam gọi là ăn kinh thật. Vầy. Mau đây ăn vầy không? Có. Đây, làm nhớ. Thôi, không chơi. À, có cái món đất thì ăn được ấy nhỉ? Đất gì? Có đất mà. Gõ em. Đấy, đây rồi đây, gọi. Đấy, rụng luôn. Lúc nào nó nẻ như thế này, gõ rụng như thế này nó mới chín rồi. Trong phim Trung Quốc sóng câm đi cả nhà. Búm, phát. Nó tung ra luôn. Thế là đấy. À, gõ bên dưới nó rụng đấy, xong lật nó mấy kia. Ui, còn nước ạ. Ui, chảy nước ạ. Chảy nước ạ. Gõ bên dưới trước, nó rụng bên dưới thì nó đấy hơn này. Đừng gõ bên trên, nó mùn, nó đấy ra. Gõ bên dưới ạ. Ui, còn nước gì đây? Hỏng đấy. Chín em ạ, chín. Chưa để lật. Lật nhá, lật nó lên nhá. Không lỏng nó đâu. Lại gọi thêm bên dưới. À không, bây giờ cắt dây thép ra. Mở cái cây đấy ra nhỉ. Lấy cái kéo. Kéo đâu? À, Vượng ơi, mang cái kéo đây cho anh Vượng ơi. Vượng ơi. À, ôi, kéo, long huyết đồng. Chín nhá mọi người nhá. Ôi, chín mềm luôn. Ừ, chín mềm luôn. Nguyên nước ngọt lắm. Nguyên nước đấy, ngọt đấy. Chắc là ngọt đấy. Chín tới đấy anh ạ. Chín đi. Ra phải cẩn thận không nó dính đất. Mình quên. Không bọc nó lớp giấy bạc quanh con cá đã. Không. Bọc nó lớp chín. Kiểu như đây là dạng đắp gà cả lông ấy nhỉ. Nhưng mà đắp gà cả lông chưa thành công thế nào. Bây giờ phải bóc từng lớp ra nữa. Ui rồi. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Dính mất chỗ nước này. Tôi sẽ bọc một lớp lá chuối thì trong đẹp. Trong gọi bơm ra đây nhé. Ừ, lá chuối vào. Vâng, lá chuối nó đẹp không?
Ôi, rút kinh nghiệm lần sau đây. Bây giờ phải là cứ ốp vào như kiểu là bây giờ mau đệ vào lấy cái đũa, ra đây. Lấy đôi đũa. Đấy, đấy, lấy đôi đũa. Là mình sẽ tách từ từ xong rồi lấy thịt ra cái mâm, lấy cái mâm đấy em nhá. Khả năng là sẽ không để được nguyên con đâu. Mình sẽ tách thịt ra luôn. Dạ chua nó ốp vào đúng không vậy chứ? Ờ. Biết thế quấn tất là chuối vào. Con cháu này mà cào vay ốp lại chuối chắc thơm lắm. Ốp kín lại chuối cơ. Ốp lá chuối mà đốt được vào vàng vàng đây nhờ chục thì lắm. Ai chưa chưa ăn cay. Cay ra nó hơi nhỏ tí. Ấy bẩn. Đây đặt hẳn ra đây. Mau đi cầm đi. Bỏ bỏ hẳn đi rồi. Bỏ hẳn đây là lấy. Bỏ hẳn lúc ra rồi. Đấy, cái da nó ngon phết đấy. Đấy. Quan trọng là phải lấy được cái phần nó sạch ấy. Không để được để dính đất. Này nó đâu đỏ bụng. Mù quá, đấy mà được là chuối nữa thì đẹp không? Giờ phải đỡ khổ không? Dính dính. Nguyên nước mà. Nước không nước rồi không? Thì lấy ống hút. Nhìn đoạn này ngon như này. Ừ, ngọt lắm. Ui giời đấy. Ôi nước này. Nước này. Linh láng luôn. Nước linh láng luôn. Từ từ nhá. Cẩn thận. Đấy. Ngọt lắm. Cái này còn hút nha. Ui chào nước. Ui chào nước. Ui chào nước. Ui rồi. Bây giờ anh em mình sẽ giải quyết con cá này luôn nhá. Nói chung là thử mấy miếng lại đói quá thì cho bà sau. Nào, cho ai thử trước? Cho khách thử trước đi. Khách chắc là chưa được mình ăn. Mình là khách đấy, anh ấy mời con cá đấy. Mình là chủ nhà, khách mang gà đến đãi. Thử cái này trước nhá, đây là cái giá này. Giá cả vừa cái thịt này nhúc 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 nhúc. Mày đâu bác nhá, ai nhúc nhúc quá. Xót ruột quá. Xéo tới rồi ạ. Thế nào, thế nào? Ngon đây. Ngon. Ngon con cả dím nhiều đấy. Đó, thế à? Đó, thấy chưa? Nhẹ nhẹm. Mày từ trái qua phải chứ. Cắt vào, cắt vào. Cần đến đây. Cái nó ngon ướp. Chị ăn cái bụng lắm. Nó không bị mất nước. Nó không bị mất nước. Mời tất cả mọi người nhá. Thế nào. Bà sao đã. Mình à đây, mình sẽ thử cái phần này. Phần này béo này. Phần béo này. Ngon chưa? Ngọt nè. Ngọt. Nó không bị mất nước, nó ngọt lắm. Lâu lắm rồi mới ăn một chấm đen nhiều. Nhưng mà nếu mà kiếm được con chấm đen tự nhiên ấy, ngọt lắm. Lần sau anh em mình sẽ bắt con chấm đen tự nhiên. Xong rồi cho họ em bắt đó. Xong rồi lấy lá chuối bọc ra. Bọc vào. Có phải cao vành không ấy? Không. Ờ, có một cao vành trong bọc hết là chuối không? Lấy cái phản nữa đây. Phải cho cả phải nhớ cả cái này vào. Đấy, mới giữ được nguyên cái nước của nó, phải ăn cả này. Nói chung là không dính đất là được. Nào đưa cái phản vào đây, Rồi, ok. Đất nó sẽ dụng xuống dưới. Đấy, thấy chưa? Không dính đất một tí nào nhá. Để thế nguyên thế này ăn nó mới ngon, nó mới sạch này. Nào đi, đi bạn. Ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok, hôm nay anh em mình đã thành công cái món gọi là cá chấm đen đắp đất để cho mọi người nhá, tàu ngầm đắp đất. À, chúc mừng cả nhà. Anh Hoa, đấy đấy. Rồi, đây là nước canh nhá. Vâng. Đây, nước cá không uống. Món đầu tiên của anh Cường làm rất thành công. Ở đó tươi sữa nhiều quá. Cá đã đắp đất lâu rồi đâu, mình cũng nhiều món đắp đất rồi, nhiều. Cá ngon lắm. Ai ngọt đây? Cái nước nó không hề ngấy nhá, nó kiểu nó không ra mỡ ấy nhỉ. Nó không như hấp, hấp nó còn ra mỡ. Ngọt tuyệt vời. À, cho mọi người lần sau sẽ là đắp mà chấm đen tự nhiên. Nhưng mà bây giờ chấm đen tự nhiên mình phải gia vị và chấm mụn một nhỉ. Quấn đương là mình cũng quấn là chuối mà, đúng không? Thì ngon lắm. Nhân thải được các kiểu. Làm mất mật. Nhét 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 lớp. Xin ăn không xin? Không. Ôi. Thơm này. Một chồng đấy. Đây. Mình có bánh nhá. Ngọt, nướng kiểu này nó ngọt hơn, nó không bị mất nước nha này. Nước còn nguyên ở trong. Mời các bạn nha. Mời các cụ. Xin ăn không? Ngon. Đây. Mời các cụ nha.